Hương Giang Idol, từ con trai duy nhất đến hoa hậu chuyển giới và những bí mật ít biết. Được phát hiện bởi Việt Nam Idol 2012, có lẽ không ai ngờ rằng Hương Giang lại duy trì được sự nghiệp suốt 6 năm về sau. Từ thí sinh chuyển giới đến khi trở thành ca sĩ là quá trình đầy gian nan. Nhưng Hương Giang còn làm được nhiều hơn thế khi vừa đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Nhờ những thành tích mà cô đạt được trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, khán giả hoàn toàn quên đi một Ngọc Hiếu với hơn 20 năm sống trong vỏ bọc của người con trai. Hai chữ chuyển giới gắn trước cái tên Hương Giang chưa bao giờ được nhắc đến một cách tự hào và hạnh phúc như thế. Con trai duy nhất trong gia đình. Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh ngày 29 tháng 12 năm 1990 trong một gia đình nhỏ tại Hà Nội. Khuynh hướng chuyển giới từ bé giúp cô sở hữu ngoại hình nữ tính mềm mại hơn so với những chàng trai đồng trang lứa. Năm 2010, Ngọc Hiếu lần đầu mang cái tên Hương Giang đến Việt Nam Idol thông qua vẻ ngoài đậm chất con gái, đường nét thanh tú, mái tóc dài che nửa gương mặt. Nhưng phải đến năm 2012, sau 2 tháng chịu nhiều cơn đau về thể xác lẫn tinh thần từ ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính, Hương Giang mới đủ can đảm quay lại chương trình và tiến vào top 4. Thời điểm này không ai là không biết đến cụm từ thí sinh chuyển giới, thay vì là Hương Giang đúng với giới tính và ước mơ của cô. Nhiều khán giả thậm chí còn hoài nghi chương trình dùng Hương Giang để câu khách hơn là tạo ra một thần tượng đúng nghĩa. Bởi trên thực tế, giọng hát lại là yếu điểm lớn nhất của Hương Giang khi chỉ dừng lại ở mức nghe được hoặc tệ hơn. Một người con gái khi ý thức đã đến lúc mình phải biết làm đẹp, họ có nhiều cách, hoặc là trang điểm, hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ. Với em, chuyện phẫu thuật chuyển giới cũng tương tự như vậy. Hương Giang thổ lộ. Dư luận lúc này chia làm hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ Hương Giang và dùng mọi cách để cứu cô từ tuần này sang tuần khác. Bên còn lại không quá gay gắt, nhưng cũng không muốn điều đó xảy ra. Đến đêm gala thứ 7, nữ ca sĩ phải ra về, dù trước đó cô là thí sinh được nhiều lượt bình chọn của khán giả nhất trên trang web chính thức của cuộc thi. Cô tỏ ra khá bình tĩnh và chuẩn bị trước tâm lý khi nghe công bố. Tôi cảm thấy kết quả này rất phù hợp. Hy vọng với các bạn còn lại, chương trình sẽ càng hấp dẫn hơn. Từ ca sĩ đến nữ hoàng game show. Trong thời buổi, mỗi mét vuông trên mạng đều dày đặc người nổi tiếng. Không nhiều khán giả đặt niềm tin vào sự nghiệp của Hương Giang. Năm 2013, cô phát hành album đầu tay mang tên Thủy Ngân, một nguyên tố hóa học có ký hiệu trùng với hai chữ đầu tiên trong tên của mình là HG. Nữ ca sĩ nhắn nhủ đến dư luận rằng Thủy Ngân tuy rất mong manh dễ vỡ, nhưng ẩn sâu trong nó lại là sức tấn công mạnh mẽ và đầy bí ẩn. Album gồm 8 ca khúc được cô mang vào đó những suy tư trăn trở về số phận và hành trình chinh phục giấc mơ của mình. Sau tất cả, Hương Giang đã có thể tự hào vì những gì cô làm đều tuân theo cách thức chuyên nghiệp bài bản nhất của một nghệ sĩ. Cô liên tục cho ra mắt các đĩa đơn, video ca nhạc với trên 10 sản phẩm được đầu tư công phu. Thời điểm này, dư luận đã hiển nhiên xem Hương Giang là một nữ ca sĩ thực thụ, đủ sức trụ vững trong thị trường âm nhạc. Năm 2016, cô trở lại với đĩa đơn Em Không Hối Tiếc. Ca khúc không may bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam yêu cầu kiểm duyệt vì những yếu tố hình ảnh gợi cảm trong video. Cũng trong năm đó, Hương Giang được mời tham gia chương trình The Remix mùa thứ 3. Tại đây, người xem được chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của nữ ca sĩ so với thời điểm thi Việt Nam Idol. Hầu hết, các đêm thi đều được cô biến hóa đa dạng, tràn ngập vũ đạo và hiệu ứng bắt mắt. Ngay đêm thi đối đầu cùng nam ca sĩ Tim, Hương Giang tỏ ra áp đảo với liên khúc 4 bài hát Thiên Đàng, Go Away, Happy New Year, Em Không Hối Tiếc. Cô sử dụng triệt để thế mạnh gợi cảm nhưng vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa của đất nước Nhật Bản. Với chủ đề Salsa Latin Reggaeton, trong đêm thi thứ 2, Hương Giang một lần nữa chiến thắng trước đối thủ Janbi Yến Lê với số điểm sắc nút. Tiếp đến đêm thi thứ 3, nữ ca sĩ tự tay sáng tác ca khúc Gấm, một kết hợp của nhiều nhạc cụ dân tộc theo chủ đề World Music. Kết quả không mong muốn khiến hành trình của cô lẽ ra sẽ khép lại, nhưng cuối cùng được hồi sinh
nhờ bình chọn của khán giả. Cộng với The Remix, số lượng game show với gần 10 chương trình tham gia giúp Hương Giang ngày càng nổi tiếng. Nhưng cũng từ đây, nữ ca sĩ mắc phải một trong những sai lầm lớn nhất sự nghiệp khi vô tình xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân trong một lần quay chương trình, khiến mọi hoạt động sau đó của cô trở nên đóng băng. Mãi cho đến cuối năm 2017, tên tuổi Hương Giang mới được tẩy trắng nhờ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ và phát hành sản phẩm ca nhạc Vì Yêu Mà Cưới. Vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm, nhưng cách thể hiện của Hương Giang đã trở nên mặn mà, quyến rũ hơn trước. Dùng hình ảnh đó đối chứng với ngoài đời, việc cô tự tin thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế và giật giải cao nhất là điều dễ hiểu. Ngôi sao giải trí thực thụ. Hương Giang trả lời trước những tin đồn về việc từ bỏ sự nghiệp ca hát, đồng thời khẳng định danh hiệu Hoa hậu chuyển giới quốc tế chỉ mở ra cho cô một cánh cửa mới, chứ không phải phá vỡ bức tường âm nhạc mình xây dựng. Với Hương Giang bây giờ, cụm từ chuyển giới không còn nhạy cảm và cũng không có gì đặc biệt như trước. Không định kiến nào có thể xóa bỏ được tài năng, và cũng chẳng sao khi tôi là người chuyển giới, bởi vì tôi là người chuyển giới, có gì sai không? Tôi có thể không đủ sức xóa nhòa sự kỳ thị dành cho người chuyển giới, nhưng chắc chắn người ta sẽ nể phục những điều mà tôi cố gắng mỗi ngày. Nữ ca sĩ có chiến lược khá thông minh khi xuất hiện trong hầu hết lĩnh vực, từ âm nhạc, truyền hình đến điện ảnh. Nhưng cô cũng biết đâu là giới hạn cho mình để không lún sâu tại một chỗ trong khi tài năng vẫn chưa đủ. Đừng nghĩ tôi muốn thống trị điều gì cả, vì hiện nay các sân chơi đều sẵn sàng chào đón những người có tài năng. Còn quan niệm người chuyển giới chỉ đi diễn hội chợ, sân khấu, lô tô là cũ lắm rồi. Bình đẳng là khi tất cả chúng ta đều có thể theo đuổi giấc mơ và san sẻ những điều tích cực cho cả thế giới này, cô nhắn nhủ. Chỉ trong 6 năm, câu chuyện của Hương Giang trải qua đủ thăng trầm và kịch tính không thua kém bất cứ ngôi sao giải trí nào. Nhưng sau tất cả, chúng đều đưa cô đến kết thúc tốt đẹp để mở ra một khởi đầu mới mà chính cô còn không biết điều gì sẽ chờ phía trước. Về dự định sắp tới, Hương Giang cho biết, trong thời gian này, mọi người sẽ thấy tôi hoạt động nhiều ở sức mạnh của một người đẹp đội vương miện trên đầu. Nhưng trong tương lai, việc ca sĩ Hương Giang trở lại trên đường đua V-pop là hoàn toàn bình thường.